Bọn thổ phỉ không muốn huynh nói thật. Không nói thật là có tội với Thọ Xương. Nói thật huynh có tội với Mã Lệ. Lẽ nào tâu với Thái Hậu huynh thắng trận lại khó đến thế vậy ư? Tiểu Cao, đây không đơn giản chỉ là một câu nói. Cả một đoàn tàu chiến mấy trăm mạng người, không nói thật với Thái Hậu, không thể lật mặt tên đại gian thần Từ Hổ Thần, che giấu cho chúng, các họng pháo sẽ còn bị nhồi cát. Lính thủy của ta còn phải đánh nhau với Tây, pháo sẽ lại không nổ, ta sẽ lại thua, còn nhiều huynh đệ lính thủy sẽ phải bỏ mạng. Vậy huynh bỏ mặc Mã Lệ ư? Hy sinh một người, bảo vệ cả vạn người, nên lắm chứ. Nói như huynh thì dễ lắm. Nếu bắt tôi phải hy sinh, tôi không đắn đo gì cả. Mã Lệ một lòng yêu mến huynh. Tôi ư? Huynh không nhận thấy sao? Huynh giả vờ với tôi ư? Tôi giả vờ cái gì chứ? Mã Lệ gặp tôi mắt chân chân, nhưng với huynh thì khác. Với tôi có gì đâu? Có gì đâu là thế nào? Cối vào phủ thẩm, huynh tưởng vì lão phu nhân chắc? Vì huynh đấy. Mãi nghệ trên đất Thiên Kiều nhẹ nhàng là vậy, nhưng vì huynh, cối lao vào phủ thẩm để rồi bị bắt cóc. Không, chuyện này phải nói cho rõ. Cối bị bắt ngoài đường khi đi với cậu. Người ta bắt cóc kẻ có tiền. Mã Lệ đi Mãi Nghệ làm gì có gì để bắt cóc? Chỉ vì Mã Lệ gần gũi với huynh, chúng đoán Mã Lệ quan trọng với huynh nên mới bắt cóc cô ấy. Mã Lệ bị bắt cóc là vì huynh. Đấy, cô đấy bị bắt cóc vì huynh mà huynh đỡ bỏ mặc không cứu. Huynh có còn là người không? Tôi nhất định sẽ đi cứu cô ấy. Muốn cứu huynh phải nói với Thái Hậu, trận hải chiến ta đã thắng, chỉ đơn giản vậy thôi. Nói dối trước mặt Thái Hậu là phạm tội khi quân. Sao đầu óc huynh bó buộc thế? Huynh nói dối Thái Hậu, huynh sẽ không chết. Nhưng huynh không nói, Mã Lệ sẽ chết. Đấy, thiệt hơn thế nào, huynh tính đi. Lão phu nhân nói đúng. Lần này gặp Thái Hậu liên quan đến vận mệnh Đại Thanh. Tôi nhất định phải trọng việc quốc sự. Đại Hồng, cứ để tôi tự trải. Không được, nhất định tôi phải trải tóc cho thiếu phu nhân. Nặng quá, sau này thiếu phu nhân sẽ quen. Sau này tôi sẽ còn khó chịu hơn.
Lão phu nhân, thế nào ạ? Rất ra dáng quan chỉ huy tàu Đại Thanh. Lão phu nhân, con đi đây. Gặp Thái hậu nhớ phải bình tĩnh, nói năng sao cho thật gãy gọn. Con biết. Đi đi. Đại Hồng, vẫn còn cài nữa. Đầu tôi nặng lắm rồi. Vẫn còn nữa à? Còn nữa. Còn của ai nữa? Chắc là của lão phu nhân đấy. Không à, của thiếu phu nhân hết à? Một mình tôi ư? Phải cài hết lên đầu à? Đúng thế, đẹp lắm à? Đẹp cái gì? Nếu cài hết lên đầu, cổ tôi sao chịu nổi? Thiếu phu nhân, đây toàn là đồ trang sức lão phu nhân chuẩn bị cho thiếu gia làm đám cưới. Dạo khắp các cửa tiệm ở kinh thành, lựa chọn từng món một cho tới khi vừa ý, phải mất 2 năm đấy. Như chiếc bông cài đầu, phu nhân không chọn được cái nào, cuối cùng đã phải vẽ ra rồi đặt. Lần đầu làm chưa vừa ý, phu nhân đòi làm lại. Sợi dây chuyền này là của hồi môn khi xuất giá của lão phu nhân. Của hồi môn khi xuất giá của lão phu nhân. Đại Hồng, cài được cái gì cứ cài hết lên cho tôi. Vâng. Thọ Sương, tôi đi gặp Thái hậu. Cậu yên tâm, tôi sẽ đòi lại công bằng cho cậu và các huynh đệ. Tiểu Cao, sao cậu lại ăn mặc thế này? Tôi mặc đồ để tang người chết. Lại ai chết nữa thế? Mã Lệ, Mã Lệ chết rồi ư? Tại sao bọn khốn kiếp làm vậy? Vì huynh không đáp ứng yêu cầu của chúng. Huynh muốn lật mặt Tử Hổ Thần, đòi lại công bằng cho huynh đệ lính thủy. Huynh làm đúng, tôi không thể khuyên huynh điều gì. Nhưng chắc chắn Mã Lệ sẽ chết. Mã Lệ, cô chết oan uổng quá. Tiểu Cao, cậu làm gì thế? Mã Lệ chết oan vì huynh đệ lính thủy Đại Thanh. Tôi đốt lá cờ này cho vong hồn cô ấy. Dưới suối vàng có lá cờ này, cô ấy không bị ma tây bắt nạt. Cậu đừng có vớ vẩn. Có mỗi lá cờ huynh cũng kỳ với cô ấy. Tội nghiệp Mã Lệ, cô ấy đã nhìn nhầm người. Mã Lệ, cô chết oan uổng quá. Tôi đốt tiền giấy cho cô đây. Mã Lệ, phụng chỉ Thái hậu hộ tống Vu đại nhân vào cung. Đa tạ công công. Trông thấy vợ mình chắc Thọ Sương vui lắm. Nào, con nói gì với phu quân mình đi.
Thọ Sương, nếu có linh thiêng, xin hãy tìm bạn đời trốn đường âm. Đừng bắt tôi phải cô quả một đời. Tôi cầu xin huynh đấy. Tuần rằm mùng 1, tôi sẽ thắp hương cho huynh. Xin hãy buông tha cho tôi. Đi rồi. Thọ Sương huynh, vừa rồi tôi nói rõ cả rồi đấy. Tôi thực sự thành tâm. Hãy phù hộ cho tôi. Mã Lệ, Thọ Sương, đừng dọa tôi. Cô chết thảm quá. Sao huynh lại ở đây? Làm tôi hết cả hồn. Đang khấn Mã Lệ thì lão phu nhân vào. Tôi đành chui vào trong. Mã Lệ, đây là bài vị của Mã Lệ. Vua đại nhân, hãy đợi ở đây, tôi sẽ vào bẩm báo thái hậu. Cảm phiền công công. Vua đại nhân, sao vậy? Vua đại nhân, cầm lấy cái này. Cái gì vậy? Của Mã Lệ đấy. Của Mã Lệ. Vua đại nhân, thái hậu có chỉ, cho vào tiếp kiến. Mệt thế này, cô không thể gọi một chiếc xe. Ngồi xe tay sao nhanh bằng chạy bộ. Từ từ thôi. Thật hết chịu nổi, chuyện lớn vậy sao không nói sớm? Nhưng hôm qua là lễ thành hôn của cô. Thành hôn nỗi gì, nói sớm tôi có thể cứu được Mã Lệ. Cô nàng bán bánh cũng đòi cứu được Mã Lệ. Bán bánh thì sao nào? Nói cho huynh biết, không phải tự nhiên người ta gọi tôi là chúa giáo đầu đất Thiên Kiều đâu. Có đứa nào ngốc gọi cô là chúa giáo đầu? Cô có biết võ công đâu? Ngốc là thế nào? Nói cho huynh hay, sống trên đất Thiên Kiều này, đạo đời đen trắng, tôi không dẹp yên được mới là lạ. Nói như cô, nghĩa là Mã Lệ sẽ được cứu. Chỉ cần còn sống tôi sẽ cứu được. Bài Phong, đợi tôi với. Bài Phong, sao cô không đợi tôi? Tôi đi chậm lắm rồi. Tiểu Cao, huynh có nhớ hai người lạc nhau từ đâu không? Tôi không nhớ. Có thế mà không nhớ? Tôi vừa đến kinh thành, mới đi được vài vòng Thiên Kiều, sao nhớ được chứ? Được, vậy trước khi lạc nhau, hai người đã chơi trò gì nào? Chắc huynh nhớ chứ? Để tôi nhớ xem. Cả thế huynh cũng không nhớ. Cô đừng nói to thế. Cô hú lên tôi càng không nhớ ra. Huynh... Thôi được, huynh nghĩ đi. Có phải mua đại lực hoàn không? Không. Vậy là mua thuốc chuột, xem múa quay, xem trò đập đá, xem phim hình Tây. Phim hình Tây ư? Vua Đắc Thủy, người có được lá cờ này thế nào? Hộp pháo toàn cát, không hề có thuốc súng à? Khốn kiếp, toàn một lũ tham quan hại nước. Một lá cờ thấm máu tươi của những người con ưu tú. Vua Đắc Thủy, người có nghe đồn chuyện tham quan ô lại trong hải quân không?
Ta gọi thẳng ngươi đến đây không phải qua sở quân cơ, là vì không muốn ngươi phải lo lắng. Ở đây không có ai xa lạ, ngươi cứ nói thoải mái. Có kẻ nào tham ô, đút tiền tư túi không? Vì Đại Thanh, hy sinh một người có là gì? Huynh vạch trần chân tướng, Mã Lệ sẽ chết. Vô Đắc Thủy, ta hỏi ngươi đấy. Vô Đắc Thủy, có kẻ nào câu kết với Tây, tham ô quân phí không? Không ạ. Người không thấy ư? Không ạ. Người không chứng kiến. Vậy có nghe qua không? Không ạ. Trận hải chiến vừa rồi có chuyện pháo không nổ không? Không à. Vậy có chuyện họng pháo nổi cát không? Có hay không? Không à. Ở đây ư? Nói đi. Đúng thế, chúng tôi đã xem phim hình Tây ở đó. Đi nào. Đúng rồi, ở đây. Hàng tò he đây, xem phim ở kia. Ông chủ có nhớ vừa mấy hôm qua tôi đi cùng một cô nương đầu đội mũ đến đây không? Tôi không nhớ, đừng làm phiền, tôi đang bán hàng. Rốt cuộc là ở đâu, huynh cố nhớ xem nào. Tôi nhớ ra rồi, ở đằng trước kia có một hàng bán lồng chim. Đi theo tôi, nhanh lên. Đợi đã. Đúng đây à? Đúng thế. Tôi nhớ rồi. Có một người đã vay tiền của tôi. Đồ ngốc, hắn đánh lạc hướng huynh đấy. Hắn nói hắn từng vay tiền tôi. Huynh ngốc thế. Đến Thiên Kiều được mấy hôm, làm gì có chuyện người ta vay tiền huynh. Hắn nói hắn vay tôi 20 lượng. 20 lượng, người như huynh làm gì có chuyện cho người khác vay. Thôi, việc của chúng ta lúc này là tìm ra tung tích của Mã Lệ. Bài Phong, đợi tôi với. Chào ông, làm ăn khấm khá chứ? Cũng tạm tạm. Tôi muốn hỏi thăm một chuyện. Có phải chuyện một cô nương bị bắt cóc ở đây hôm qua không? Sao ông biết? Chàng trai đây đi cùng cô ấy. Nhìn qua tôi biết ngay là người lạ. Họ đang bị theo dõi. Nghe rõ chưa? Tôi cứ tưởng Mã Lệ quá biết Thiên Kiều. Trông cô nương có vẻ là người được xuất ngoại. Giờ chỉ có con nhà giàu có mới cho con đi học Tây. Rõ ràng cô ấy nói cô ấy đi Tây diễn tập kỹ mà. Vậy ư? Vé tàu đi Tây cũng đủ để sống sung sướng một đời ở Thiên Kiều đấy. Sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Tôi mộng mị vì tình rồi. Vì tình ư? Làm ơn cho hỏi, ông có trông thấy mặt kẻ bắt cóc cô nương đó không? Tôi để ý họ ngay từ đầu. Ông thấy ngay từ đầu. Vậy sao ông không nói để chúng tôi cảnh giác? Họ là người của quan phủ, tôi đâu dám dính vào. Nhát như cái ấy. Đúng là đèn nhà ai nhà ấy giả. Vì những người như ông, Đại Thanh mới ra nông nỗi này. Thưa ông có nhớ hai tên bắt cóc cô nương ấy không? Một người tôi không rõ lắm, còn người kia theo vị tú tài đây. Cử nhân đấy.
Chính là người trả cậu tiền đấy, tôi nhớ rất rõ. Hỏi cần ông nói, tôi nhớ rõ hơn ông. Vậy huynh có thể vẽ mặt hắn không? Hội họa điêu khắc là chuyện vặt. Học vấn đại học như tôi không thích ba thứ lặt vặt ấy. Vậy huynh im miệng đi. Thưa ông, tôi muốn mua một mặt tượng. Bài Phong, cô thông cảm. Ông ra giá đi. Khó nạn lắm. Cô làm gì thế? Một mặt tượng đáng bao nhiêu tiền? Cứu người như cứu hỏa. Bài Phong, cô dứt khoát chứ. Đợi tôi một lát. Cô trông đây. Chính là hắn. Đúng hắn rồi. Hắn là ai? Hắn là người nói đã vay tôi 20 lượng. Người này tôi trông quen lắm. Đắc Thủy, đứng dậy đi. Đắc Thủy có tội với lão phu nhân, có tội với Thọ Xương. Đứng dậy đi. Con nói dối Thái Hậu là để cứu Mã Lệ, chứng tỏ con là người có tâm. Ta không trách con đâu. Nhưng không nói thật với Thái Hậu, con sẽ không lột được mặt của Từ Hổ Thần. Con là người lương thiện. Từ Hổ Thần lợi dụng yếu điểm này của con để bắt cóc Mã Lệ. Một bên cao thượng, một bên bỉ ổi, một trời một vực. Lão phu nhân không trách con thật chứ? Con không sai, sao ta lại trách con? Lão phu nhân căn dặn con kỹ càng, phải xem trọng lính thủy Đại Thanh. Con đã không nghe lời, con đáng chết. Ta chịu hy sinh Mã Lệ, lột mặt Tử Hổ Thần, nghĩa là ta xem trọng việc công. Con nói dối vì quyết cứu Mã Lệ, đó là vì con nhân đức. Ta không sai, con cũng không sai. Lão phu nhân, Đắc Thủy chờ cho mọi chuyện tạm lắng xuống rồi sẽ cứu Mã Lệ sau. Cứu được Mã Lệ, con sẽ lại nói sự thật với Thái Hậu. Nhân nghĩa ắt sẽ thắng. Từ Hổ Thần hành sự bất nghĩa, rồi hắn sẽ phải chết. Chắc chắn hắn sẽ bại trong tay con. Hỡi các huynh đệ, tôi quyết không để các huynh đệ phải thất vọng. Thằng khốn, đừng để ta tóm được ngươi. Ngươi rơi vào tay ta sẽ khốn cho ngươi đấy. Ông chủ Mai đi Thượng Hải. Đi Thượng Hải là hay, như thế đỡ phiền toái, không phải nhớ đến ông chủ Mai nữa. Tôi nhớ rồi. Cô vẫn còn nhớ ông chủ Mai ấy. Cô đã là thẩm phu nhân rồi đấy. Tôi nhớ ra thật rồi. Trà ngon đây. Đà tạ đại nhân. Hay. Sao cơ? Cô ấy ở bên Từ công tử. Chính là con trai Từ Hổ Thần. Hắn đốn mạt lắm. Từ Hổ Thần. Đúng rồi, chắc chắn lão ấy sai con mình. Tôi biết tên khốn đó ở đâu. Huynh về gọi vua Đắc Thủy đến tòa báo đợi tôi. Tòa báo? Từ Tranh Vanh phong tỏa tòa báo, rồi cho tên Sa Đồng tiếp quản tòa báo. Tôi biết chúng đang ở đó. Huynh về gọi Đắc Thủy đi.
Chính hắn đấy. Tôi phải đi bắt thằng khốn đó. Tiểu Cao, đưa cô ấy về phủ. Tôi muốn bắt hắn. Nói, Mã Lệ ở đâu? Tôi không biết. Người không biết đấy. Vậy còn Tiểu Ngưu? Tiểu Ngưu? Ta nghĩ người cũng không biết. Ta hỏi lại ngươi lần nữa, Mã Lệ ở đâu? Tôi thật sự không biết. Vẫn không biết nữa. Ta nghĩ giờ ngươi đã dần nhớ ra rồi chứ. Ở Miếu Thành Hoàng. Được, đi. Nói đi, tiểu nhân chỉ nặn một mặt tượng. Mặt tượng thế nào? Chính là người đi cùng đại nhân. Đi, thả tôi ra. Ở đâu? Thả tôi ra. Tôi không biết. Không biết nữa. Ở đâu? Ở trong kia. Trong kia là đâu? Trong kia kìa. Các vị đánh nhầm người rồi. Đắc Thủy đi một mình, hắn ở trong kia. Các người điếc rồi sao? Bọn ta được lệnh không phải giết Vu Đắc Thủy. Vậy phải giết ai? Chủ nhân có lệnh giết người để diệt khẩu. Đừng giết tôi. Đừng sợ. Ta không giết người đâu. Người biết hai tên đó chứ? Từ Tranh Vành quá khốn kiếp. Hắn giết người để diệt khẩu. Hắn bất nhân. Tôi chả cần giữ nghĩa. Đại nhân, tôi biết Mã Lệ đang ở đâu. Tôi sẽ đưa đại nhân đi. Chúng tôi đã bàn trước. Bắt được Mã Lệ sẽ nhốt tại Miếu Thành Hoàng. Hệ câu chuyện sẽ chuyển sang đảo Tâm Hồ. Đại nhân, trên đảo có 7-8 cao thủ. Khó đối phó đấy. Một mình đại nhân liệu có ổn không? Người biết phủ thẩm chứ? Tôi và Từ đại nhân đã theo dõi Mã Lệ ở đó. Vậy hãy tức tốc về báo cho lão phu nhân. Chưa có để lỡ việc. Giao vật này cho phu nhân. Việc này... Đây là đảo. Ba bề bốn bên đều là nước. Không chạy được đâu. Thư tôi đã viết. Các người còn muốn gì nữa đây? Đúng thế. Vũ Đắc Thủy cũng đã làm theo. Xem ra cô rất quan trọng với Vu Đắc Thủy. Đã vậy, sao các người không thả tôi?
Chính vì cô quan trọng với Vu Đắc Thủy nên ta càng không thể thả cô. Giữ cô trong tay, bọn ta muốn Vu Đắc Thủy làm gì hắn cũng phải làm theo. Lũ các người thật đáng ghét. Đừng nói vớ vẩn. Giờ cô hãy viết thư cho Đắc Thủy, bảo hắn trình thư lên Thái Hậu, xin tăng quân phí cho hải quân. Tăng quân phí? Các người còn muốn tư túi bao nhiêu nữa? Vu Đắc Thủy là anh hùng, hắn trình thư nhất định Thái Hậu sẽ đồng ý. Một lũ sâu mọt, còn lâu. Viết đi. Đại nhân. Đại nhân, chuyện gì thế? Vu Đắc Thủy lên đảo rồi. Thật đáng mặt đàn ông. Được, ta biết. Đi đi, tuân lệnh. Cái gì thế? Lão quản gia, lập tức đến nha môn đề đốc cửu môn báo cho họ biết Lục Cách Cách bị bắt cóc. Vâng. Lục Cách Cách. Sa Đồng, phu nhân, người hãy dẫn đường lập công chuộc tội. Vâng. Lão phu nhân. Giờ chúng ta phải cứu Mã Lệ. Chuyện Lục Cách Cách tạm gác đó đã. Mã Lệ chính là Lục Cách Cách. Đợi đã lão phu nhân, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Còn trông, đây là ấn ký công chúa đương triều. Mã Lệ, Vu Đắc Thủy đã lên đảo. Tranh Vanh đâu? Công tử đang khống chế Mã Lệ trong lều cỏ. Đồ ngu, ta đã dặn đi dặn lại chớ có lộ diện, sao nó có thể tự tay khống chế Mã Lệ chứ? Đại nhân, ngộ nhỡ người của ta không khống chế được Vu Đắc Thủy thì sao? Lập tức tập kết binh mã đi chi viện. Tuân lệnh. Mã Lệ, Vu huynh đã đến, các người không thoát được đâu. Hắn đến để nộp mạng. Đi. Vu huynh. Đi. Mã Lệ. Mã Lệ, Vu huynh, cô không sao chứ? Người mau thả Mã Lệ ra. Thả ư? Còn lâu. Vu Đắc Thủy, bỏ binh khí xuống. Được. Vu Đắc Thủy, ta cảnh cáo ngươi lần cuối, hạ đao xuống, nếu không ta sẽ... Quỳ xuống. Ta bảo ngươi quỳ xuống. Đúng là mối thâm tình. Vu Đắc Thủy, ngươi không phải đối thủ của ta đâu. Để xem ngươi chạy đâu. Vu Đắc Thủy, ngươi nhìn đi. Đã thấy chưa? Cha ta đem quân đến rồi.
cho người đi tìm thuyền. Cha ta tìm được thuyền, người chỉ còn nước chết. Vô Huynh, giết hắn đi. Cha, cứu con với. Quan phủ phá án, các ngươi không được làm liều. Hạ binh khí xuống, nếu không ta cho phóng tên. Các người nghe rõ chưa? Đừng làm liều. Cha ta đến cứu ta đấy. Vô Huynh, giết hắn đi. Phóng tên giết chết chúng đi. Đi. Phóng tên. Dừng tay. Dừng tay. Phóng tên đi. Dừng tay. Lục Cách Cách đang ở trên đảo. Phóng tên. Dừng tay. Các người còn ngây ra đó. Lục Cách Cách đang ở trên đảo. Kẻ nào phóng tên, giết không tha. Còn ngây ra đó. Phóng tên đi. Từ đại nhân, Lục Cách Cách đang ở trên đảo. Ngươi... Từ đại nhân, ông muốn làm phản nữa. Ở đây không có Lục Cách Cách. Lục Cách Cách đang ở trên đảo. Tiểu Cao, sao thế? Không nhận ra tôi ư? Mã Lệ. Còn dám gọi là Mã Lệ. Tiểu nhân Cao Đăng Bảng khấu kiến Cách Cách. Nào, đứng dậy đi. Sao thế? Tiểu nhân hèn mọn, không dám động vào Cách Cách. Hồi mới học đi xe, Huynh ôm giết lấy ta đó thôi. Tiểu nhân đáng chết, mạo phạm với Cách Cách, tội đáng muôn chết. Xin Cách Cách tha mạng. Cách Cách, lão phu nhân đang đợi Cách Cách. Đợi ta vào gặp lão phu nhân, rồi ra chơi với mọi người sau. Mời Cách Cách. Thật khí khái. Mã Lệ là Cách Cách. Gì thế? Cách Cách. Cậu muốn sao? Cách Cách. Đúng thế, Cối là Cách Cách. Chả trách được đi tàu Tây. Cha Cối là công sứ lục quốc. Từ nhỏ Cối theo cha sống ở nước ngoài. Đúng thế, Cách Cách. Tôi có bạn là Cách Cách. Thế thì sao? Chúng ta có người trong triều. Trong triều chắc chắn có người rồi. Có nhiều là đằng khác. Thì sao nào? Đúng là huynh ngốc. Lần này thi đình, Cách Cách sẽ giúp tôi một tay. Giải Trạng Nguyên 10 phần, tôi nắm 9 rồi. Bà Tám, lão gia vẫn không chịu ăn uống gì sao? Lão gia như muốn ăn thịt người ấy. Hạ phương thảo mệnh yểu, sương mù che phủ trốn âm mưu. Lão gia điên rồi. Người lại đây. Nói cho lão gia biết ta sắp đi. Con... Đi đi. Bà Tám, đi đi. Thân tuy tháp, nhưng hồn còn đó. Lão gia, hồn phách này đã lên mây. Lão gia, ta không ăn gì hết. Lão gia, bà tám cũng không ăn. Bà Tám nói sẽ đi ạ. Đi, đi đâu? Đi tìm Mai Thư Sinh. Đồ mèo mả gà đồng. Bà Tám dùng trà. Đi đi. Bà muốn đi ư? Cây đổ, chim mất tổ. Tôi không đi, còn đợi đến bao giờ? Nói cho bà biết, còn tôi đây. Không ai đi đâu được hết.
Ông còn đây ư? Đừng có khoác lác. Ông sắp đi tong rồi. Ông ngăn được ai chứ? Ta đi tong ư? Ta vẫn đường đường là một đại thần hải quân. Con trai ông bắt cóc Lục Cách Cách, tội này chưa đủ để chém đầu cả nhà ư? Dù Thái hậu có khai ân, chức đại thần hải quân của ông cũng đi tong. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ta thật không ngờ Mã Lệ lại chính là Lục Cách Cách. Trời diệt ta rồi. Không phải trời diệt ông, chính ông diệt ông đấy. Tôi không chạy, còn ở đây chờ chết cùng ông ư? Bắt cóc Lục Cách Cách, tội không thể tha. Ta hết rồi. Lão gia, ông còn nhớ trận hải chiến không? Trận đó quân lính chìm hết, tất thảy đều nghĩ rằng trời đã sụp. Thế nhưng ông có sao đâu. Trận đó bại thành thắng, mọi chuyện thật mỹ mãn. Bà sẽ không đi chứ? Nếu ông muốn chết theo con trai mình, tôi sẽ đi. Nhưng nếu muốn báo thù cho con trai, trước tiên ông phải giữ mình. Đừng lãng phí thời gian, phải lập tức hành sự. Lúc này, từng giây từng phút đều vô cùng quý giá.